Tí à, xin rồi, vâng. Chào tất cả các anh em CCTV. Sau đây là mình xin test thử wifi, thử mạng của bộ phát wifi Huawei B593 và kéo dàn cam 246 cam, 6 cam 2.0 đa huôi và 1.0. Đấy, cho nó có 2 mắt 2.0 và 4 mắt 1.0. Đây đầu ghi đây. Đây là đầu ghi em đang để đây. Đấy, đây em đã cắm mạng LAN từ bộ phát wifi vào đầu ghi. Đấy, đây này, mạng đã vào được, cắm vào đầu ghi này. Bây giờ em sẽ ping mạng trên đầu ghi nhá. Ok, trên đầu ghi đã thông mạng này. Đấy. Ok. Và bây giờ là em sẽ test xem online qua P2P. Đấy, ok, đang vào rất là mượt. Đấy, loa rất nhanh. Đấy. Đấy, ok, thank you các bác nhá. Xin chào các bác.